Thạch Hạo và Đế Sung lần nữa chạm trán nhau, trải qua vài lần rơi xuống yếu thế, hắn ta cũng bắt đầu sử dụng ra vô thượng bảo thuật là một cái tiên ấn. Sau khi phát động tiên ấn lập tức biến lớn, sau đó phóng ra một luồng công kích cực mạnh. Thạch Hạo vội dung hợp phù văn của thiểm điện và luân hồi bảo thuật để ngăn cản, nhưng cũng chỉ có thể đánh ngang cơ. Hắn ta cũng bất ngờ vì tiểu tử trước mặt này lại có thể ngăn cản được công kích của tiên ấn. Thạch Hạo lên tiếng khiêu khích hắn, còn chiêu gì nữa thì cứ lấy ra hết đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Đế Sung nghe lời khiêu khích này cũng tức giận, hắn lần nữa thi triển bảo thuật, triệu hồi ra ảnh phản chiếu của thanh đồng tiền điện là thanh đồng điện. Lực lượng từ thanh đồng điện giáng xuống người hắn giúp hắn mạnh mẽ hơn. Hắn tự mình khoe khoang cho rằng tích lũy của đại phái cổ giáo cực kỳ đáng sợ, vốn là vượt qua tưởng tượng của cậu. Hành động ỷ và sư môn làm Thạch Hạo cũng khinh thường. Cậu lấy ra trường kích rồi xông tới đánh trực diện với Đế Sung. Sau một vài chiêu giao thủ thì nam chính cũng bị chèn ép. Cậu lập tức mặc lên người bộ chiến giáp mới thu hoạch được. Dáng vẻ của bộ chiến giáp cực kỳ rách nát nên Đế Sung lại tiếp tục khinh thường. Nhưng trái với vẻ ngoài bết bát của nó, bộ giáp lại có năng lực tự động giai trì pháp lực giúp cho pháp lực đạt tới tôn giả cảnh đại viên mãn. Tên kia rất nhanh cũng cảm nhận được khôi giáp này có thể ngăn cách khí tức. Nếu không phải hắn đứng ngay trước mắt Thạch Hạo thì gần như không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thạch Hạo nhanh chóng phản công đánh cho Đế Sung trọng thương, thế là hắn phẫn nộ lao tới trả đòn ngược lại. Nhưng lần này đã không còn chiếm được lợi thế nữa. Sau thoáng chốc giằng co, tên kia cũng bị Thạch Hạo đâm xuyên một lỗ qua người. Thân thể rơi xuống đất, vì có bùa thế mạng nên may mắn không chết. Thạch Hạo vừa quay người rời đi thì đã bị tiên ấn tên kia để lại, giáng cho một kích trọng thương. Thạch Hạo cũng không ngờ được chuyện này. Bây giờ đã trọng thương quá nặng, cậu bắt buộc phải chữa thương. Đám thiên kiêu xung quanh thế vậy, liền muốn nhân cơ hội nam chính không có sức phản kháng để ra tay tiêu diệt, nếu không ngày sau tất sẽ thành hậu họa. Một tên tóc vàng nhanh chóng động thủ, Thạch Trung Thiên phải đứng ra ngăn cản, một tên khác cũng phóng về phía cậu một sợi rễ thần đằng. Thái Âm Ngọc Thỏ lập tức xông ra ăn sạch rễ cây, đúng thứ mình thích, vậy mà lại có người dâng tới tận miệng. Tên béo vì thiếu nợ cô nàng nên cũng phải xuất thủ trợ giúp. Phe tài chỉ có 3 người, nhưng phe địch lại quá đông. Nguyệt Thiền cũng xông lên định tiêu diệt Thạch Hạo, may mà có ma nữ đứng ra ngăn cản. Tưởng là tình thế sẽ cân bằng đến lúc cậu trị thương xong, nhưng không, một đôi nam nữ của tiên điện đột nhiên xuất hiện và tấn công. Thạch Hạo đứng lên định ngăn cản nhưng do trọng thương quá nặng nên đã không thể thi triển pháp lực để ngăn cản. Thạch Trung Thiên đành phải liều mình lao ra ngoài, dùng thân mình ngăn cản mũi tên. Đến đây thì Thạch Trung Thiên đã trọng thương, nhóm người Thạch Hạo lập tức bị rơi vào nguy hiểm. Thạch Hạo biết kẻ địch người đông thế mạnh, không thể đánh lại, bởi vì trên người có bùa thế mạng, dù có chết ở đây thì cũng không sao. Cho nên, cậu đã đưa lò luyện đan cho Thạch Trung Thiên để bảo vệ, còn bản thân thì dùng hết sức lực còn lại dẫn dụ địch. Thạch Hạo nhắm tới cặp đôi nam nữ của tiền điện, hai tên kia nhanh chóng bị tiêu diệt. Những thiên kiều khác nhanh chóng xông lên tham gia vào cuộc chiến, nhưng bị lôi điện của cậu đánh cho sấp mặt. Sau thoáng chốc suy nghĩ, Nguyệt Thiền cũng đồng thủ. Nàng ta thì triển ra tuyệt chiêu bổ thiên thuật. Mà nữ thấy vậy đành phải lùi về sau, không có người ra ngăn cản, Nguyệt Thiền lập tức xông tới đâm một nhát kiếm vào người Thạch Hạo. Tưởng là tiểu tử này sẽ xong đời, nhưng Nguyệt Thiền không ngờ rằng trên người cậu cũng có mệnh phù. Vừa mới được truyền tống ra bên ngoài, Thạch Hạo đã đập cho Đế Sung và thuộc hạ một trận. Bị ăn đòn trước mặt cả đám người, hắn ta xông tới, tấn công đáp trả lại, nhưng bị giáp trụ trên người Thạch Hạo ngăn cản. Cậu nhẹ nhàng đập cho tên này một trận. Hành động này làm cho đám người đang quan chiến bàn tán xôn xao, bởi vì còn phải quay lại giải cứu đám người Thạch Trung Thiên, nên sau khi bón hành cho hắn ta và để lại lời uy hiếp, thì cậu cũng tiến vào thông đạo truyền tống. Ở bên trong, Thạch Trung Thiên liên tục bị ăn hành. Thạch Hạo vừa vặn đến kịp lúc giải cứu và tiêu diệt tên thiếu niên của tiền điện. Sau đó, cậu lên tiếng uy hiếp đám thiên kiều. Bởi vì lấy truyền thừa quan trọng hơn nên Thạch Hạo tạm thời bỏ qua đám người kia. Cậu sử dụng nước trong lò luyện đan bao vây cầm chân bọn họ. Bốn người nhanh chóng tiến vào trong cảm ngộ truyền thừa. Không ngờ trong truyền thừa lại có thần thông xúc địa thành thốn. Gọi dễ hiểu là chiêu thức giúp tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Đám thiên kiều cố gắng tung chiêu phá vòng vây. Cậu nhắc nhở ba người tập trung tham ngộ, còn mình thì ra ngoài cầm chân bọn họ. Tên thanh niên tóc vàng muốn phân cao thấp với nam chính một trận. Thuộc tính của hắn ta sử dụng là lôi điện, thế là Thạch Hạo cũng sử dụng ra lôi điện để giao thủ. Hắn ta không phải dạng tầm thường, đánh chính diện sẽ mất rất nhiều thời gian để phân cao thấp. Thạch Hạo quyết định sử dụng thần thông xúc địa thành thốn mới học được. Thanh ảnh cậu di chuyển với tốc độ nhanh hơn sấm sét, thoát ẩn thoát hiện, đánh cho tên kia không kịp trở tay rồi bị tiêu diệt. Những người khác thế vậy không dám tiến lên, nhưng Đế Sung đột nhiên xuất hiện cướp đi. Các thiên kiêu nhanh chóng truy đuổi theo Đế Sung,
Nhưng cậu thì không, nếu đã cảm ngộ được rồi thì không cần phải đi tranh đoạt với bọn họ nữa. Huống hồ nơi này vẫn còn cơ duyên. Đề Sung vừa mới chạy được một đoạn thì đã bị cướp đi mất. Hung thủ làm chuyện này là nữ tử Phượng Vũ của Thiên Tiên Học Viện. Trước giờ cô nàng này vẫn chưa từng xuất hiện, bây giờ lại đột ngột tranh đoạt tạo hóa. Từ điều này tới xem, Phượng Vũ đã ẩn nấp khá lâu rồi, tâm cơ quả nhiên rất không tầm thường. Dưới cái bồ đoàn là một mảnh giấy vàng chứa phần sau của Lôi Đế Bảo Thuật. Vừa mới cầm vào tay thì Nguyệt Thiền đã xông tới tranh đoạt. Thạch Hạo buộc phải sử dụng tuyệt chiêu đẩy lui nàng ta. Hành động này cũng khiến cậu bị bại lộ thân phận. Nguyệt Thiền nhận ra chiêu thức cậu vừa sử dụng và biết tiểu tử này chính là Thạch Hạo. Vốn đã hận Thạch Hạo đến thấu xương nên nàng ta lập tức cầm kiếm lao tới tấn công. Cho dù không cần tới cốt thư thì cũng phải lấy cái mạng tiểu tử này. Biết rằng bị đối phương dây dưa sẽ rất khó thoát thân nên cậu đành phải giở tuyệt chiêu làm rối loạn tâm trí nàng ta. Cậu nhắc lại những khoảnh khắc thân mật với thế thân Nguyệt Thiền, còn sinh hạ một đứa con. Những chuyện nhạy cảm này làm cho Nguyệt Thiền bị phân tâm, thế là bị nam chính thừa cơ hội tung một chiêu đẩy lui ra xa, sau đó mang theo ba người còn lại rời đi. Đế Sung vừa mới giành lại được cốt thư, còn chưa kịp vui mừng thì cốt thư đột nhiên quay trở lại vị trí cũ. Hóa ra cốt thư chỉ có thể lĩnh ngộ chứ không thể mang ra khỏi nơi này. Hắn nhường phần cho Nguyệt Thiền lĩnh hội cốt thư trước, còn bản thân thì ở bên ngoài thủ hộ. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau nhé!